Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trao bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan Trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ Và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Bạn sẽ cùng ai thoát khỏi sự cô đơn trong thời gian sớm nhất và đây là những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài đây là tụ 1 tụ 2 và tụ 3 ha rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi bạn sẽ cùng ai thoát khỏi sự cô đơn trong thời gian sớm nhất. Và đây là những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tuổi 1 hiện tại có khả năng là đang cảm thấy cuộc sống của mình có quá nhiều khó khăn, nhiều trở ngại, nhiều gánh nặng, nhiều áp lực hoặc có thể năng là sắp thi cử cho nên là dành thời gian một mình nhiều hơn để luyện công ha. À, một số bạn ở đây mình thấy dường như bạn có thể là cũng không có tin tưởng và tình yêu cho lắm Hoặc là có thể dạ gần đây các bạn cảm thấy có rất là nhiều những vấn đề chia tay rồi Phản bội các bạn cảm thấy mất lòng tin rất là nhiều về tình cảm Cho nên có một số bạn sẽ dành thời gian để tập trung vào kiếm tiền tập trung vào tài chính Các bạn là những người có thể sống rất là công bằng, chính trực, ngay thẳng và luôn có trách nhiệm trong mọi việc mình làm Một số bạn ở đây đang có những cái vướng vấp vấn đề pháp lý giấy tờ hồ sơ Hoặc là có thể một số bạn đã từng bị người khác quay lưng, ngoảnh mặt hoặc là phản bội mình Và ngoài ra mình thấy có thể là bạn là một người cũng có khá nhiều thành tựu Bạn nào có thi cử hoặc là có những vấn đề pháp lý gì đó Có thể là trong thời gian tới mọi thứ nó sẽ được giải quyết hoặc là sắp có một cái sự nhân quả được thực thi trong cuộc sống của các bạn nha Ừ. Mình thấy các bạn là những người sống chuẩn mực và đàng hoàng cho nên là có thể một số bạn ở đây các bạn có nhiều lựa chọn trong tình cảm nhưng mà bạn có thể năng nhìn thấu người khác có khả năng độc vị người khác nên là bạn cũng um, khó có thể chọn lựa đối tượng yêu thương ha? bởi vì có thể những người tiếp cận với các bạn toàn là những người có những cái ý đồ không tốt thôi Nói <laughs> là như vậy và giai đoạn này các bạn không nên gọi là cho một vay mượn tiền trong thời điểm này rất là dễ tranh cãi hoặc là đôi khi rơi vào những cái điều gọi là kiểu tay bay vải gió nên là các bạn cần phải hết sức cẩn thận à, có điều gì mà mình không kiểm soát không thể um, thực hiện hoặc là mình không thể thay đổi hoặc là giải quyết được thì hãy nhờ pháp luật giải quyết nha giai đoạn này tránh xa những người tiêu cực hoặc những người tranh cãi um, và bảo vệ tài sản cũng như là bản thân của mình im lặng là vàng trong thời điểm này và cũng như đừng có quá phô trương hoặc khoe khoang Nào. có nhiều cái ánh mắt đố kỵ và ganh tị các bạn lắm đó rồi để mình xem coi bạn sẽ cùng ai thoát khỏi sự đơn coi trong thời gian sớm nhất đây đây mình thấy có thể người này là một người cũng có cái ý chí có sức mạnh có sự mạnh mẽ kiên cường có sự quyết tâm khá là nhiều và trong cuộc sống người này cũng có trải qua những cái sự đổ vỡ những sự khó khăn thử thách gian nan và cái người này là một người sống nhẹ nhàng ân cần chu đáo biết quan tâm người khác ha sống tình cảm và ngoài ra thì có thể có một số trường hợp là cha đơn thân ha hoặc là cái người này có thể lớn tuổi đối với những bạn nữ xem cha bài thì cái khả năng người này là cha đơn thân hoặc là một cái người lớn tuổi ừ. hơn các bạn hoặc là ở đây đối với những bạn nam thì mình thấy cái khả năng cái đối tượng này là một người họ rất là yêu thương gia đình cha mẹ của họ ừ đặc biệt có thể họ um, sống khá là nguyên tắc, trật tự và kỹ cương. Ừ. Và ở đây mình thấy cái đối tượng này là một người có khả năng là họ có khả năng quản lý tài chính khá là tốt hoặc họ có sự tập trung vào những gì thật sự quan trọng với mình. Còn những cái vụn vặt những gì không cần thiết cái người này họ sẽ không có quan tâm. Cho nên là muốn chiếm lấy thời gian của người này phải cho họ cái cảm giác họ yêu thích hoặc là họ có sự gọi là thích thú hoặc họ có sự khát khao các bạn họ mới dành thời gian các bạn thôi. Còn uh, kiểu như những người mà họ cảm thấy không phù hợp là họ sẽ có sự lực bất lờ, im lặng, như vậy. Rồi để mình xem đó với những bạn mang năng lượng nữ xem trái bài thì uh, người sẽ cùng bạn gọi là thoát khỏi sự đơn coi trong thời gian sớm nhất là ai. Thì các bạn nữ xem trái bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trái bài. Các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. ở đây có khoảng 20% một số bạn nữ các bạn vẫn còn muốn đơn coi và không có muốn kết nối với ai thì vẫn được <laughs> các bạn tập trung vào tài chính tập trung vào kiếm tiền ha tập trung vào làm giàu tùy theo các bạn thôi có một số bạn các bạn muốn thì vẫn có đối tượng ha thì mình thấy có thể là có số bạn nữ ở đây mình thấy có nhiều người chứ không phải một người đâu nhưng mà có thể bạn sẽ có sự phân định hoặc là có sự phân dân lựa chọn nhiều đối tượng ở đây để xem cái người này có thể cùng với bạn đồng hành với bạn thoát khỏi sự đơn côi thì mình thấy có thể là người đầu tiên như mình đã miêu tả à, và và có một cái người nam nữa thì cái người này là một người họ lý trí lạnh lùng nguyên tắc kỹ cương trật tự ha à, có sự gọi là khôn ngoan thông minh và có sự nhạy bén học sâu hiểu rộng biết nhiều có một số người có thể có có gia đình rồi đó cho nên các bạn cũng nên tìm hiểu kỹ ha à, để tránh um, kết nối phải những người đã có gia đình và người này có thể họ hay thức khuya hoặc là có thể cái người này cũng có những cái nỗi ám ảnh, nỗi lo, nỗi sợ gì đó trong cuộc sống của mình nhưng mà họ có thể là không có thể hiện nhiều ra bên ngoài. Và ngoài ra thì có thể người này là một người họ họ hướng về gia đình, họ yêu gia đình hoặc là họ cũng có có khả năng là có tiền khá là tốt, làm lương khá là cao hoặc là xuất phát từ một gia đình cũng khá là truyền thống. Có học thức và có cái sự gọi là đây là một số trường hợp có thể năng là làm những công việc gì đó mà mang tính chất như là cha truyền con nói đó ừ, mình thấy là như vậy đây mình thấy có thể những đối tượng này là những người làm những công việc liên quan đến um, công nghệ thông tin hoặc là liên quan đến quân đội liên quan đến um, luật sư hoặc pháp luật hoặc là một người lãnh đạo ngoài ra có thể làm những công việc um, liên quan đến chữa lành hoặc là cố vấn tinh thần hoặc là một cái người gọi là tư vấn dịch vụ ha mình thấy có những cái ngành nghề như vậy có thể người này có đeo kính đó và ngoài ra mình thấy có khả năng là cái đối tượng này họ là một người luôn chọn những cái suy nghĩ tích cực và họ có thể luôn nói tích cực về bản thân của mình nguyên cuộc sống của mình người này họ cũng có sự thu hút ha có sự cuốn hút hoặc có khả năng là bạn thu hút họ bước vào cuộc sống của bạn hoặc họ thu hút bạn bước vào cuộc sống của họ đây là một người cũng có cái lòng tốt lòng trắc ẩn và biết uh, yêu thương quan tâm mọi người à, bên cạnh đó có thể là cái người này là một người họ có sự nhạy cảm và có khả năng được sinh ra làm lãnh đạo rồi người này có thể đôi khi cũng hơi bướng bỉnh một chút đó đây là một người có thể là họ cũng được ơn trên soi sáng dẫn dắt hỗ trợ họ yêu thương họ đây người này mình thấy họ có một cái sự cố gắng rất là nhiều để có được cái tình cảm của các bạn mình thấy bạn có vẻ hơi hờ hững hoặc là bạn tập trung vào công việc người này có sự cho đi khá là nhiều kiểu như là họ bận rộn nhưng mà họ cũng dành thời gian để kết nối nói chuyện với bạn à, cũng khao khát được cái sự quan tâm của các bạn nha và họ có sự bị thu hút bởi cái sự quyền ảo sự quyền bí sự uh, học thức um, cái nết na sự đoan chính hoặc là sự tao nhã của các bạn ở đây người này có khuynh hướng là có thể thích tặng quà hoặc là trao cho um, bạn những giá trị gì đó để bạn có thể cảm nhận được cái sự uh, nỗ lực của họ. Ừ. Thấy các bạn hoàn toàn ở thế bị động hoặc là kiểu như bạn cũng có kết nối nhưng mà cái người này họ sẽ chủ động nhiều hơn ha. và có thể cũng dành nhiều thời gian để có thể tìm hiểu lẫn nhau. À, ở đây mình thấy có thể là người này là một người có sự ân cần à, và có thể họ cũng đối xử tốt với các bạn họ xem bạn giống như là một cái người bạn tri kỷ tâm giao hoặc là có thể cũng tạo ra nhiều những kỷ niệm những ký ức vui hạnh phúc với nhau ừ. có thể một số bạn đây là cái người bạn đã biết rồi hoặc là kiểu như là tình bạn đi lên ừ. có thể họ có sự là cho bạn cái tấm chân tình thật sự trọn vẹn hoặc là kiểu như là không có yêu cầu bạn phải làm bất cứ điều gì hết cho bạn cái sự thoải mái ừ trong cái câu chuyện tình cảm này rồi để mình xem đối với những bạn uh, nam xem trả bài thì uh, người sẽ cùng bạn gọi là thoát khỏi sự đơn coi trong thời gian sớm nhất là ai mình thấy cái người này là một người họ rất là thu hút được rất là nhiều người quan tâm yêu mến hoặc có thể người này cũng đã từng trải qua một số mối tình không trọn vẹn đây là một người có thể cũng khá là thu hút người khác nha người này làm ra tài chính rất là nhiều, có sự khôn ngoan, thông minh nhạy bén, tự mình làm chủ cuộc sống, à, tự mình kiếm tiền và cũng là một người gọi là biết nhìn xa trông rộng, một người hướng về gia đình, hào phóng rộng rãi và có sự gọi là có sự tha ham học hỏi phát triển nhiều hơn, nâng cấp bản thân nhiều hơn. Có thể người này là một người họ sống theo cái sự gọi là sống một cách chính trực hoặc là, sống theo cái sự nguyên tắc về đạo lý người này có thể là một người làm trong lĩnh vực giáo dục hoặc là kinh doanh hoặc đây là một người có thể nói người khác rất là dễ rất là nghe lời họ kiểu như là họ là một người có khả năng thu hút thuyết phục và cái đối tượng này mình thấy có thể họ cũng là một người khá là cân bằng như mình nói họ có rất là nhiều sự lựa chọn cho nên họ luôn phải cố gắng lựa chọn cho mình một cái người hợp lý nhất người này dường như họ đôi khi họ rất là thu hút nhưng mà họ toàn là thu hút hợp phải những cái mối quan hệ mà những người đến với họ chỉ vì tình dục là nhiều cho nên cái người này họ có khuynh hướng là họ chọn rất là kỹ và họ cần một cái người tâm giao một cái người có thể đồng hành với bản thân mình à, cho nên là cái người này có khuynh hướng họ sẽ nếu mà gặp không có đúng người họ sẽ tập trung vào công việc hơn người này có cái khả năng là họ nghiện công việc hoặc là nghiện kiếm tiền ừ. trong tình yêu người này cũng rất là ân ái ngọt ngào ấm áp lãng mạn tha thiết nhưng mà họ sẽ không thể hiện cái cạnh đó ra trước mà họ sẽ có sự gọi là kiểu nghiêm túc, lạnh lùng buốt giá trước và thử thách đối phương của mình xem có yêu họ vì cái điều gì. Nha, những người nào mà yêu họ vì cái chuyện gọi là tình ái thì sẽ rất là dễ chán cái người này. Còn nếu yêu họ thật sự thì có khả năng là từ từ họ thấm thấm đậm cái tình yêu thì họ mới có sự cho đi. Mình thấy là như vậy. Người này có khả năng là khuôn mặt khá lạnh lùng và đồng thời có mái tóc dài ha, thích màu đỏ. À, là một người rất là yêu hoa lá cây cành hoặc là một người cũng rất là thích biển ừ. người này thích sự hài hòa họ thích nói chuyện hoặc là kiểu như là người này họ thích sự hòa đồng thân thiện họ không có thích tranh cãi với người khác ừ. họ thích học hỏi ở những người giỏi hơn họ hoặc là à, đây cũng là một người được khá là nhiều người đặc biệt những người trẻ tuổi thích họ thích học hỏi ở họ ha. người này có thể là có làn da trắng đó Yeah, ngoài ra đây là một người họ luôn sẵn sàng tha thứ cho người khác dù có nhiều người gây tổn thương nhưng họ cũng khả năng giữ bình tĩnh rất là tốt họ tha thứ ha, và họ không có để lòng để tâm đây là một người biết đối mặt với những cái nỗi sợ khó khăn của mình để có thể vươn lên và phát triển cuộc sống của bản thân mình người này có cái sự gọi là khả năng là một người sống đạo đức rất là cao nha họ làm những gì đúng đắn cho chính mình và họ không có muốn gây hại cho bất kỳ ai đây là một người biết buông bỏ những cái điều không phù hợp không có giúp đỡ cho bản thân hoặc là những những cái người không phù hợp thì họ sẽ có sự buông bỏ rất là nhanh nha yeah. hoặc họ có những cái điều gì đó um, chưa có hoàn thiện hoặc cũng luôn có sự cố gắng để có thể giải phóng những cái điều điểm yếu của chính mình như vậy người này mình thấy họ có khả năng là một light worker một cái chiến binh ánh sáng một cái người muốn đem đến cho cuộc sống này những cái giá trị những cái điều tốt đẹp những cái điều tích cực à. và những cái điều hạnh phúc cho nên người này có ánh sáng có hào quang, ừ. cho nên cái người này có ánh sáng hào quang như vậy cho nên họ toàn là bị những cái con thiêu thân <laughs> khao khát cái ánh sáng của người này đến với họ chỉ vì những cái mục đích tâm tối thôi, cho nên người này họ phải luôn cố gắng để có thể giữ vững tinh thần của mình để có thể gọi là uh, rời khỏi những cái điều tiêu cực không phù hợp với giá trị của họ đó. trong mối quan hệ này người này họ sẽ đòi hỏi ở bạn cái hành động nhiều hơn chủ động nhiều hơn và tình cảm lúc đầu người này họ xem bạn giống như một cái người đồng nghiệp một cái người có thể cùng chung chí hướng hoặc là có thể hòa hợp nói chuyện với nhau vui vẻ có thể hai bạn quen nhau môi trường cộng đồng hoặc là đồng nghiệp với nhau chẳng hạn người này có thể họ cũng có sự đánh giá cao về bạn á đánh giá bạn cũng là một người thông minh đẹp trai khôi ngô tướng tú có khả năng gọi là lãnh đạo cái sự nhiệt tình hứng khởi ha, là một người chủ động và có thể người này lúc ban đầu có sự xây hàng rào họ có sự gọi là có thể hiện tình cảm nhiều à, và có thể quen cái người này bạn cũng cần phải có sự kiên nhẫn và không thể nào gọi là gấp vội lẹ được người này không thích không có thích một cái tình yêu gì đó mà quá gấp gáp nha yeah. họ sẽ đánh giá sơ bộ và cần thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng khi mà họ cảm thấy à bạn đến với họ vì tình cảm thật sự thì họ mới trân quý và họ có sự gọi là đầu tư nhiều hơn người này cũng rất là bận rộn cho nên họ cũng sẽ cố gắng dành thời gian để có thể đầu tư nói chuyện với các bạn rồi đó người này cũng hay nhìn kỹ mặt mày của các bạn ha người này cũng có khả năng là cũng hơi quan tâm với vấn đề về ngoại hình về khuôn mặt rồi đó cũng phải dễ nhìn một chút hoặc là đúng tiêu chuẩn thì họ mới có thể yêu được thấy là như vậy ở đây mình thấy các bạn nữ rất là thu hút trong mắt của đối phương bởi vì các bạn biết yêu thương bản thân của mình tập trung vào sống hiện tại và tận hưởng những gì mà mình đang tạo dựng à, và có thể là các bạn cũng có một cái sự ở đây trong mối quan hệ này thì mình thấy hai bạn có thể là khi thời điểm thiên liêng đến thì mọi thứ nó sẽ được diễn ra và có thể người này cũng xứng đáng đi cho cái sự chờ đợi của các bạn đó và cái mối quan hệ này thì có thể là hai người đến chữa lành cho nhau hoặc là một trong hai người có những vấn đề gì đó liên quan đến gia đình cha mẹ còn phải chữa lành thì mới có thể có được một cái sự lãng mạn trong tình yêu à, một số bạn ở đây thì có khả năng là bị cái vấn đề về phụ thuộc cảm xúc đặc biệt các bạn nữ cho nên là bạn cần phải giải quyết cái vấn đề này thì bạn mới thu hút và trở nên quyến rũ hơn gợi cảm hơn nha yeah. phải tự tin ở bản thân mình giá trị của mình ừ yeah. và đừng trong móng trong ngóng cái người này quá nhiều và hãy có một sự gọi là tập trung vào bản thân nâng cao sự tự tin ngày càng đẹp hơn ngày càng thành công hơn thì bạn mới có thể khiến cho đối phương bị thu hút mạnh mẽ và có một cái sự kiểu khi mà đối phương này họ không cho bạn cái cảm giác yêu đương hoặc là không có nghiêm túc thì bạn có quyền cắt đứt và rời bỏ chứ các bạn không cần thiết phải ở trong một mối quan hệ mà khiến cho bạn luôn cảm thấy khó chịu buồn bã hoặc là cô đơn lạnh lẽo các bạn có quyền lựa chọn đối tượng cho mình Lựa chọn cái người mà thực sự đáp ứng cái mong cầu của các bạn Còn nếu như bạn cảm thấy trong mối quan hệ đó bạn cô đơn nhiều hơn nữa Thì tốt nhất là nên giải phóng ừ. Wow, ở đây có một số bạn <laughs> Người yêu tiền kiếp trở về Hoặc có khả năng một số bạn có thể là một cái người Cũ nào đó Hoặc có thể hai người đã từng nói chuyện với nhau rồi Im lặng rồi có thể nói chuyện lại Ừ và mối quan hệ này càng có nhiều cái cảm xúc càng có nhiều sự quan tâm nhiều sự ngọt ngào thì cái mối quan hệ này sẽ rất là bền chắc ha phải thể hiện tình cảm nhiều hơn đặc biệt các bạn nam á và cũng phải có sự cân bằng với sự cho đi nhận lại thì cái mối quan hệ này nó rất là yên bình còn cái mối quan hệ mà các bạn thiếu cảm xúc không quan tâm thì sẽ có rất là dễ gây chiến tranh gây cái sự gọi là khó chịu và cảm thấy um, muốn cắt đứt Mình thấy là như vậy cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó bạch dương xử nữ Market kết trong ngư kim ngư cự giải chữ cái trong tên chữ z chữ u chữ y dài chữ b phở chữ s chữ e chữ x chữ h chữ n chữ w và chữ b ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi Bạn sẽ cùng ai thoát khỏi sự đơn coi trong thời gian sớm nhất Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng của các bạn tụ 2 các bạn tuổi hai là những người sống rất là nhân từ, tình cảm, ân cần, chu đáo và rất là biết quan tâm người khác và các bạn cũng là một người rất là nhẹ nhàng hiện tại có thể bạn đang cảm thấy hạnh phúc với chính mình hơn trong thời điểm này một số bạn đang có những cái dự tính, dự định gì đó trong thời gian tới có thể đi du lịch à, hoặc là đang chờ đợi trong ngóng tin tức gì đó từ xa là một người biết nhìn xa trong rộng biết tính toán và cũng là một người đang làm là, lên những cái bước hành động À, để gọi là thu hút hạnh phúc đến nhiều hơn với các bạn. Chẳng hạn, dường như cuộc sống của bạn hiện tại có khá là nhiều những cái vướng mắc, hiểu trên tranh cãi hoặc là mâu thuẫn gì đó ở đây. À, ở đây mình thấy dường như các bạn không quan tâm đến nhiều những cái sự khó chịu mà bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến tiền bạc ừ. và đến niềm vui của chính mình dường như một số bạn có sự quay lưng với tình yêu bởi vì có thể bạn yêu ai cũng không thành hoặc là yêu luôn có sự tranh cãi mâu thuẫn mệt mỏi hoặc là hiện tại có thể bạn cảm thấy um, thời điểm này chưa phải là thời điểm để có thể gặp được người như ý ha gặp ai cũng không có um, kết nối đậm sâu hoặc là kiểu như không có tìm được cái người phù hợp cho nên các bạn sẽ có khuynh hướng tập trung vào chính mình nhiều hơn đây mình xem coi um người sẽ cùng với bạn thoát khỏi sự đơn co trong thời gian tới là ai người này có thể họ có những cái vấn đề về sức khỏe hoặc là có thể người này cũng có những cái khó khăn gì đó ở hiện tại có thể họ có sự đơn co lẻ loi rất là nhiều hoặc là đang có vấn đề về tài chính đây là một người có thể họ làm việc rất là nhiều rất là cực lực ha? là một người cũng rất là năng nổ nhiệt tình và rất là biết phấn đấu cho cuộc sống của mình đây mình thấy có thể là cái người này họ rất là mong muốn kết hôn có một mái ấm gia đình trọn vẹn à, và có thể gia đình người này cũng khá là đông con hoặc có thể họ cũng từ một gia đình truyền thống à, ngoài ra có thể người này có một số trường hợp là cái người này đã có con hoặc đã có gia đình và đã ly dị à, ngoài ra có một số bạn có thể bạn đã quen cái người này rồi đã biết rồi yeah. để xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trai bài thì à, bạn sẽ cùng với ai thoát khỏi sự đơn coi trong thời gian sớm nhất thì các bạn nữ xem trai bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trai bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha đây là một người có khá nhiều thành công nha. một người có sự gọi là thông minh và có thể là người lãnh đạo Ừ. Và ngoài ra người này cũng có rất là nhiều sự lựa chọn có nhiều cơ hội với bản thân người này có nhiều ước mơ hoài bão và khát khao à, ở đây mình thấy có thể họ kiếm được khá là nhiều tiền có thể họ cũng có khả năng gọi là có được nhiều nguồn thu nhập ừ. và ngoài ra thì có thể cái đối tượng này mình thấy họ cũng là một người đã từng bị người khác đâm lén sau lưng hoặc từng bị phản bội đây là một người sống rất là lý trí nguyên tắc kỹ cương trật tự à, một người gọi là đàng hoàng tử tế và có thể có trách nhiệm trong cái lời nói lời hứa của mình ừ. người này có thể họ cũng có những vấn đề gì đó liên quan đến lưng đến xương khớp của họ ở đây mình thấy các bạn nữ có thể có nhiều người lắm nha chứ không phải một người đâu nhưng mà có thể bạn sẽ chọn lựa ai sẽ là cái người phù hợp nhất và bạn cũng có những cái nguyên tắc luật lệ riêng nếu như ai có thể thỏa mãn được cái điều đó thì bạn sẽ kết nối với họ còn không thì bạn sẽ kết thúc hoàn toàn kiểu vậy ừ thấy có 3 người một người mang năng lượng toàn là những người năng lượng trẻ trung hoặc là kiểu như là uh, đang trên đường phát triển cuộc sống của mình thứ người đầu tiên là một người chăm chỉ làm việc cần mẫn siêng năng uh, ít nói làm nhiều và rất là cầu toàn tỉ mỉ người thứ hai là một người khá là điển trai thông minh giỏi giang uh, nhiệt tình nhưng mà có thể là cả thèm chống chán người thứ ba là một người cũng rất là nhiệt quyết, năng nổ ha, hứng khởi luôn tiến về phía trước nhưng mà hơi nóng tính <laughs> hoặc là hơi hơi kiểu như là nóng vội ừ, mình thấy là như vậy đây mình thấy có khả năng là cái người này là một người họ đôi khi họ có những cái lo lắng gì đó nhưng mà họ biết tập trung vào giải quyết vấn đề người này cũng có những cái sự tốt đẹp và biết làm những điều đúng đắn ừ. đây là một người có thể cũng có khả năng chữa lành đó hoặc à, họ làm những công việc liên quan đến chủ lành liên quan đến cố vấn dịch vụ vân vân người này có thể biết nhé biết hát hoặc là biết khiêu vũ ừ. và ngoài ra thì có thể là cái người này họ cũng hay cầu nguyện ơn trên hỗ trợ giúp đỡ cho họ trong những lúc khó khăn nguy hiểm nhất ừ. người này có cái trực giác có cái giác quan thứ sáu ha à, có con mắt thứ ba nó được cởi mở đó Đây mình thấy người này họ rất là thích đi du lịch đối với các bạn hoặc là muốn đi du lịch với các bạn trong thời gian tới có thể họ sẽ mời bạn đi du lịch chẳng hạn ở đây có một số trường hợp là cha đơn thân cũng có nè mình thấy có khả năng một số bạn là người cũ nha có thể 60% trăm là một cái người cũ nào đó mà hai người đã im lặng với nhau bởi vì có thể là hai người có những cái điều mà không có thỏa hiệp được có nhiều cái nguyên tắc luật lệ giữa hai bên mà có thể người này họ cảm thấy bất lực với bạn hoặc là bạn bất lực với họ cho nên hai người im lặng người này họ có sự im lặng với các bạn tuy nhiên và bạn cũng có sự rời đi tuy nhiên có thể người này có một sự muốn nói chuyện lớn làm lại và muốn um, thỏa hiệp yeah. nhưng mà đôi khi họ cũng muốn làm theo ý mình họ cũng muốn thắng các bạn uh, nhưng mà có thể họ để xem coi khi lần này quay về bạn có um, chịu chịu được hay không mà bạn có muốn uh, kết nối lại hay không, có sự gọi là nhún nhường hay không. Họ có sự hành động tiến đến với các bạn à, và chủ động ở đây, nói là như vậy. Và họ rất là muốn là hai người sẽ cùng nhau chiến thắng được cái vấn đề giữa hai người và có thể là sẽ có những cái sự đi chơi với nhau. Mà ra một số bạn có khả năng là cái người mới, một cái người cờ rớt nào đó. Có thể họ muốn đi du lịch tiến đến bên các bạn. Và ngoài ra có thể là họ cảm thấy bạn là người rất là nhẹ nhàng, từ tốn, là một người có thể chữa lành, là một người đem đến cho họ cảm giác khá là ấm cúng. Ừ. Nên người này họ rất là thích kết nối với các bạn và có khả năng có một số người muốn làm chồng các bạn. Có một số bạn nữa đây mình thấy các bạn sẽ À, rồi bỏ những cái người không phù hợp kiểu như những người im lặng nè những người không có nói nhiều hoặc không có thể hiện cảm xúc hoặc không có sự gọi là tương tác liên tục thì bạn sẽ từ bỏ những cái người đó bạn sẽ chọn những cái người có sự luôn có sự chủ động luôn có sự quan tâm thì có thể cái người mà kết nối với bạn là cái người chủ động nói chuyện nhắn tin qua lại vân vân ừ. và cũng um, có một sự gọi là cho bạn cái cảm giác an toàn cảm giác vững chắc vững chãi ha ừ và họ cảm thấy bạn là một cái đối tượng tiềm năng để có thể đi lâu dài có thể năng cũng cần thời gian để có thể tìm hiểu qua lại đấy là như vậy và có thể người này cũng rất là muốn sinh con đẻ cái cho nên là họ cảm thấy bạn là một cái đối tượng có thể uh, có con có cái với nhau được ừ. rồi để mình xem coi ở đây mình thấy có một số trường hợp là một cái người nào đó đã có gia đình cho nên các bạn cũng phải tìm hiểu kỹ lưỡng, à, kiểu như là họ cái người này họ nghĩ là có tiền sẽ có được tất cả và có thể họ sẽ dùng tiền để có thể mê hoặc các bạn đó, cho nên các bạn thận trọng ha. mình xem qua đối với những bạn nam xem giá bài thì người sẽ cùng bạn thoát khỏi sự cô đơn, sự đơn co trong thời gian sớm nhất là ai? Đây là một người có thể khá là trẻ hơn các bạn, ừ, nhiệt huyết, nhiệt tình soi nổi cũng là một người có thể thông minh và cũng là một người tin vào định mệnh số phận người này là một người sống cực kỳ tình cảm và họ rất là yêu trẻ con trẻ thơ người này đã từng có những vết thương lòng và không có thể khó có thể nguôi ngoai có thể cũng tổn thương nhiều lần rồi và có thể bị phản bội hoặc là có những cái sự gọi là niềm tin uh, bị uh, kiểu như bị dối trá hoặc là uh, bị người khác gọi là phản bội niềm tin đó uhm. người này rất là cô đơn trong cuộc sống mặc dù họ có rất là nhiều người yêu thích họ nhưng mà người này có cái sự ám ảnh trong quá khứ cho nên họ có sự lựa chọn rất là kỹ và khi mà họ cảm thấy à không có người nào cho họ cái cảm giác yêu thương thật sự chân thành thật sự thì người có khuynh hướng gọi là im lặng hoặc là dành thời gian cho bản thân nhiều hơn độc thân vui tính ừ. đây là một người có thể có những vấn đề về dạ dày tiêu hóa rồi đó Người này là một người họ biết buông bỏ những cái chứng nghiện ngập của mình Những cái điều gì đó không tốt của bản thân Biết thay đổi Người này có thể cũng có niềm vui về ăn uống Và đây là một người như mình nói họ biết giải phóng nha Họ biết chữa lành Họ biết cân bằng Họ biết cái gì thực sự tốt cho chính mình à, Đây là một người có khả năng thu hút những điều họ mong muốn trở thành sự thật Hoặc có thể họ có sự thu hút đi manifest các bạn chẳng hạn Hoặc là bạn manifest cái người này thành công và người này họ rất là yêu động vật môi trường có thể họ rất là nhanh nhẹn như một chú ngựa ha hoặc là có sự gọi là thích tự do như một chú chim ngoài ra người này là còn người có phẩm hạnh rất là tốt đoàn hoàng tử tế và họ luôn làm những gì có giá trị và có sự đúng đắn nhất ha. đây mình thấy dường như cái người này họ cảm thấy bạn là một người có thể cũng khá là cân bằng và biết lo xa biết tính toán và ngoài ra thì có thể họ cảm thấy bạn giống như những gì mà họ mong đợi một cái người biết ăn nói rồi một người khéo léo rồi có một cái tinh thần khá là vững hoặc là rất là tâm đầu ý hợp với họ biết suy nghĩ biết cân nhắc người này dường như họ cảm thấy à, ước mơ trở thành hiện thực đúng cái người mình chờ mình muốn rồi lúc ban đầu thì như vậy đây thì mình thấy có thể là cái người này họ có thể cũng là một cái người thầy tinh thần hoặc là đôi khi bạn có những cái vấn đề gì đó họ sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho lời khuyên đó và ngoài ra có thể người này họ đến để đánh thức bạn một cái điều gì đó thức tỉnh biết suy nghĩ hơn hoặc là biết quan tâm đến sức khỏe hơn có thể là bạn có những cái sự gọi là hơi hợp hợp với sức khỏe của mình còn cái người này có có khuyên các bạn khuyên các bạn hãy chú ý quan tâm đến sức khỏe của mình yêu thương bản thân của mình người này họ cảm thấy có thể là lúc ban đầu rất là hợp nhưng mà sau đó họ cảm thấy hơi có những cái điều gì đó nó không có hợp <laughs> và hơi có những cái bất có những cái sự bất đồng hoặc là tranh luận gì đó nhưng mà họ cũng rất là tinh tế và nhẹ nhàng và từ tốn cũng như kiên nhẫn à, để xem như thế nào đây mình thấy cái khả năng là trong mối quan hệ này mà ít nói chuyện dần hoặc không quan tâm nữa thì cái người này họ sẽ kết thúc luôn nha. Yeah. Họ chỉ dành thời gian cho những người biết dành thời gian cho họ và kiên trì với họ và dành tình cảm cho họ. Mm. Ở đây thì mình thấy có thể là người này họ sẽ có sự dành tình cảm cho bạn bởi vì có thể bạn biết quan tâm đến họ, ân cần chu đáo với họ và biết thể hiện tình cảm Nó ngọt ngào yêu thương. Mm người này có nhiều người theo đuổi có thể bạn uh, có nhiều người cạnh tranh với bạn nhưng mà nếu bạn có sự như mình nói chân tình biết suy nghĩ cũng như là một người trưởng thành chững chạc và họ có thể học hỏi ở các bạn hoặc là có thể hai người có sự vui vẻ khi nói chuyện với nhau và biết gọi là cân bằng với nhau thì cái người này họ sẽ chọn uh, thoát khỏi sự đơn coi với bạn như vậy lúc ban đầu thì người này họ sẽ xem bạn như là những người bạn bè những người có thể gọi là chia sẻ câu chuyện và có thể học hỏi ở nhau từ 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 ha rồi họ mới từ từ có sự cảm nhận về tình yêu nếu như bạn uh, thể hiện tình cảm nhiều hơn quan tâm nhiều hơn và đáp ứng những cái mong đợi tiêu chuẩn của họ ừ. đấy là như vậy còn nếu như bạn luôn tranh cãi luôn gây khó chịu hoặc luôn muốn chiến thắng họ là họ sẽ rời đi đó À, hãy có một cái sự lạc quan hơn về đời sống tình cảm của các bạn suy nghĩ tích cực sẽ và có niềm tin nó sẽ mang đến cho bạn cái sự lãng mạn nha yeah. và có thể một trong hai người có những vấn đề liên quan đến gia đình hoặc là một trong hai người có thể đã từng ly dị vân vân ừ. có những cái mâu thuẫn gì đó với cha mẹ của mình cần phải tha thứ thì tình cảm của bạn nó mới hạnh phúc được đây trong mối quan hệ này một số bạn cần có bạn bè giúp đỡ cho lời khuyên ha hoặc có thể lúc đầu ban đầu hai người là bạn bè với nhau hỗ trợ nhau hoặc là có thể một số bạn được làm mai ừ. một số bạn nữ ở đây hay bị phụ thuộc cảm xúc cho nên là khi mà cảm thấy thiếu vắng hoặc là lúc đầu nói chuyện nhiều mà sau đó không nói chuyện nữa hoặc là có sự hời hợt lạnh lùng là các bạn nữ này sẽ rất là cảm thấy chán ngán cảm thấy tiêu cực cảm thấy buồn bã và ở đây mình thấy có thể các bạn nữ nên tập trung vào bản thân mình trước khi các bạn yêu ai đó hoặc là trong mối quan hệ thì các bạn cũng đừng phụ thuộc người đó quá nhiều Hãy dành thời gian cho việc phát triển bản thân của mình Bởi vì trong lúc thời điểm này cũng đâu có ai giúp đỡ được ai điều gì Cho nên mình phải tập trung vào bản thân và phát triển xây dựng một cái nền tảng vững chắc an toàn Đừng ảnh hưởng tâm lý quá nhiều bởi các đối phương Người yêu thương bạn thật lòng họ sẽ biết cách để khiến cho bạn cảm thấy vui và cảm thấy an toàn còn nếu như các bạn ở trong một cái mối quan hệ mà luôn cảm thấy cô đơn, giá lạnh và không có cảm giác gì đó gọi là an toàn hoặc là hạnh phúc hoặc là không cảm nhận được hạnh phúc từ đối phương á, cảm nhận được tình yêu từ đối phương thì có nghĩa đó là không phải là tình yêu thương, cho nên là bạn có quyền rời khỏi, không có không có nên để bản thân của mình chịu đựng một cái tình cảm mà bạn không có cảm giác hoặc không có cả cái sự cảm nhận kiểu vậy, nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng và nếu không thể khắc phục thì thôi bạn kiểu vậy, có một số bạn có khả năng là có đèn có cờ đỏ nè có thể có những người đến với các bạn không phải là vì tình yêu thật sự mà họ chỉ muốn À, lợi dụng cái gì đó từ các bạn cho nên các bạn quan nhìn sâu vấn đề để tránh gặp phải những cái người lợi dụng mình ha có khả năng một số bạn có khả năng là bạn sẽ cảm nhận được cái mối quan hệ này nó hơi lấn cấn nó hơi kỳ kỳ thì hãy đừng có sao nhãn cái đó mà hãy tập trung cái lấn cấn cái kỳ kỳ đó là gì để bạn có thể là sàng lọc ừ. chọn đúng người và có thể hai người là những người thích sự yên tĩnh yên lặng thích dành thời gian dành cho nhau nói chuyện để ngắt kết nối với toàn thế giới kiểu vậy Rồi, cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó song tử bọ cạp và cái mối quan hệ này nó phát triển là do các bạn nam phải có sự chủ động nè hoặc là ở đây mình thấy có thể các bạn có sự gọi là cầu nguyện và có thể thu hút nhau đến sử nữ sư tử kim ngưu thiên bình chữ cái trong tên chữ giờ hoặc đờ chữ e chữ M, chữ R, chữ V, chữ F, chữ Z, chữ A và chữ Q. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ ba. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi à, bạn sẽ cùng với ai thoát khỏi sự đơn coi trong thời gian sớm nhất. Và đây là những trả bài chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng bạn ba. các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người ân cần, chu đáo, nhẹ nhàng, yêu thương và lãng mạn. Một số bạn ở đây rất là thích ngắm trăng sao hoặc có thể một số bạn các bạn là những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo hoặc là chữa lành. Là những người khá là nổi bật, nổi tiếng ha một số bạn ở đây thì có thể là bạn đã mở lòng với tình yêu và gần đây có thể lúc trước các bạn có một sự gọi hơi khép kín hoặc là kiểu không có quan tâm tình cảm nhưng mà có thể giờ gần đây các bạn cũng rất là muốn thoát khỏi sự cô đơn cũng rất là muốn kết hôn muốn có con ha muốn có cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc à, ngoài ra hiện tại có thể một số bạn đang tập trung để kiếm tiền nhiều hơn để có thể phụ giúp cha mẹ à, và ngoài ra có thể bạn sắp có những cái buổi tiệc ăn uống gì đó khá là nhiều trong thời gian tới đó. Uhm các bạn là những người có nhiều ước mơ hy vọng trong cuộc sống thì mình thấy các bạn sẽ đạt được cái điều đó đó à, miễn là bạn luôn tích cực và luôn có những hành động thiết thực để có thể đạt được ước mơ của mình ừ. một số bạn có thể là bạn là mơ ước của bao người hoặc có rất là nhiều người muốn cưới các bạn chẳng hạn rất là nhiều người muốn được tình yêu của các bạn rồi để mình xem qua đối với những bạn à không để mình xem coi à, người sẽ cùng với bạn thoát khỏi sự cô đơn trong thời gian sớm nhất là ai người này cũng là một người có sự tỏa sáng không thua gì các bạn nha người này cũng có rất là nhiều việc phải làm và họ rất là muốn có được một cái người đồng hành cùng với họ xây dựng tình cảm đi trên cái con đường phía trước đây là một người có thể họ làm việc rất là nhiều họ có những vấn đề về sức khỏe hoặc là họ cũng có những khó khăn về tài chính nên họ cũng rất là sợ nghèo và họ luôn nỗ lực quyết tâm có một cái sự tự lực cánh sinh cho nên cái người này cũng là một người có tính cách khá là phi thường và họ làm ra tiền bạc rất là tốt nha khá là đủ đầy khá là dư giả và cũng là một người biết cách đầu tư khôn ngoan ừ. người này rất là chịu làm việc và họ thiên về vật chất hơi nhiều ừ. người này có thể là tâm điểm của sự chú ý được nhiều người biết tới hoặc là đôi khi có thể họ rất là sáng có hào quang <laughs> rực rỡ trong mắt người khác hào quang rực rỡ của họ là giàu ha rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì um, bạn sẽ cùng với ai thoát khỏi sự đơn coi trong thời gian sớm nhất thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn đang cũng vậy ha như mình nói cái người này là một người có khả năng uh, cân bằng hoặc họ họ gặp bạn khi họ đang trong quá trình của sự chữa lành sức khỏe tinh thần thể chất của mình hoặc họ là một người làm trong lĩnh vực chữa lành hoặc là họ là một người biết nấu ăn người này có thể đã từng bị tổn thương đã từng bị mất mát tình cảm hoặc đã từng có tình yêu nhưng mà không thành hoặc là có thể là một người cha đơn thân ở đây mình thấy dường như có nhiều đối tượng nhưng mà bạn sẽ có sự cân cân nhắc và cân đông đo đếm xem mình chọn ai sẽ đi cùng với mình thấy có 3 người một người mang năng lượng nam ân cần chu đáo biết quan tâm mọi người, biết điều chỉnh cảm xúc của mình, có sự ga lăng, Và người mang năng lượng nam nữa thì người này có vẻ hơi lý trí, hơi ít nói, thích làm ra tiền bạc hơn, chăm chỉ kiếm tiền và biết đầu tư, uhm, khôn khéo, một người mang năng lượng nam nữa thì có thể lớn tuổi hơn, đây là một người có thể dưỡng chắc trong cuộc sống có quyền hành, có điều vị, có tài chính và cũng là một người, đây là một người cha đơn thân chẳng hạn. người này có thể những người này là những người rất là yêu thương gia đình vướng về gia đình nha yeah. Có một số bạn ở đây thì 20% một số bạn các bạn đang nghĩ đến người yêu thì người yêu của bạn đó. Ừ. Người này có thể họ biết uh, biết sử dụng nhạc cụ hoặc họ có khả năng thổi kèn hay hoặc có giọng hát hay. Người này cuộc sống của họ trải qua những mất mát thì họ cũng có một cái sự giác ngộ sâu sắc về một cái điều gì đó. Ừ. có thể đã từng rơi vào cái giai đoạn túng thiếu, mất uh, việc làm hoặc là bị phá sản hay gì đó, vân vân, nhưng mà họ biết vươn lên từ những cái khó khăn đó họ trở nên một người có một cái địa vị vị trí vững chắc hơn ừ. chung mình thấy dường như là toàn là những cái người mà gọi là có cái vị trí cao trong xã hội nha là những người đã trưởng thành và có thể người này là một người chiến binh ánh sáng luôn muốn mang đến những giá trị như sự tích cực cho cuộc đời cho cuộc sống này và ngoài ra đây cũng là một người biết giải phóng những cái gì có không phù hợp không phục vụ cho mục đích sống của họ ha. người này có khả năng ăn nói rất là tốt ừ. có cái luôn xa cổ họng nó được rộng mở rất là giỏi trong giao tiếp ứng xử khôn ngoan và có khả năng như mình nói ca hát hay ừ. có giọng nói ca đặc biệt khá hay và đây cũng là một người khá là nhạy cảm sống thiên về cảm xúc hơi nhiều họ cũng sự tôn trọng những cái sự nhạy cảm sâu sắc của mình mà có sự thấu cảm nữa đây là một người có thể là họ cũng hay được cái thiên thần giúp đỡ hỗ trợ để họ có thể làm sạch uh, những cái uh, tiêu cực những nỗi sợ những sự bất an của chính bản thân mình Wow, cái tình yêu này hơi đẹp nè có thể lúc ban đầu các bạn là bạn bè của nhau nha yeah. uh, thì cái người này có thể họ cảm thấy bạn rất là dễ thương hoặc bạn rất là cá tính hoặc bạn rất là trung thực người này đang muốn tìm kiếm một cái đối tượng để kết hôn thì có thể họ gặp bạn họ cảm thấy bạn với họ có thể xây dựng lâu dài được họ cảm thấy khá là an toàn họ cảm thấy khá là tin tưởng các bạn và họ muốn uh, tiến đến hôn nhân nha cho nên là lúc ban đầu là bạn bè và sau đó từ từ người này sẽ có những cái chủ động thiết thực để cho bạn có thể cảm giác an toàn với họ. Lúc ban đầu mình thấy dường như bạn hơi có sự làm ngơ với người này, không quan tâm cho lắm. Nhưng mà có thể cũng sẽ người này cũng sẽ phải cố gắng rất là nhiều, có thể lên chiến lược kế hoạch để có thể cua cảm được các bạn đó. Uhm, có thể người này cũng quen nhiều người nhưng mà có thể họ chọn quen các bạn, uhm, bởi vì có thể họ cảm thấy an toàn, cảm thấy vững chắc. À, các bạn là người trung thực nhất trong những người họ đã gặp, cho họ cảm giác gia đình. Một số bạn có thể là các bạn đang yêu nhau thì có thể là cái đối tượng này họ sẽ đi du lịch đến với các bạn hoặc là gặp gỡ nhau hoặc là ra mắt gia đình thậm chí một số bạn sẽ tiến đến hôn nhân. nha. Yeah. Và nói chung cái tình yêu này dường như nó cũng không có vội vã lắm hoặc là kiểu như phải có thời gian để xây dựng chứ không phải là gọi là kiểu nhanh gọn nhanh như chớp không có kiểu như vậy. Có thể là họ cảm thấy bạn hơi lý trí hoặc là bạn hơi có sự đa nghi Người này có thể họ cũng nể phục hoặc là họ đôi khi họ cũng hơi rén các bạn Cho nên có thể là và có thể là bạn cũng hơi khó tính Cho nên cái người này càng khó thì họ lại càng muốn chinh phục Với lại một phần là do họ cảm thấy bạn có nguồn năng lượng cân bằng Hoặc là cho họ cái cảm giác an tâm hoặc có một cái sự ân cần chu đáo với người khác Bạn lạnh lùng như vậy thôi nhưng mà bên trong bạn là người sống rất là cảm xúc hoặc là bạn với họ có cùng gọi là kiểu là đều là những người muốn kết hôn, muốn xây dựng gia đình cho nên họ cảm thấy họ với bạn có thể tìm hiểu lâu dài được ha. Ở đây có một số bạn cẩn thận quen phải những cái người đã có gia đình phải tìm hiểu kỹ nha. Ừ. Bởi vì những người đã có gia đình thì họ chỉ thích vui chơi qua đường thôi. tham lam mà Đặc biệt những người tìm đến các bạn ở những cái nơi xa và muốn đi du lịch với các bạn cẩn thận với những người đó. Ừ. Để mình xem đối với những bạn nam xem tra bài thì à, Bạn sẽ cùng với ai thoát khỏi sự đơn coi trong thời gian à, sớm nhất Mình thấy cái người này là một người à, rất là tử tế, ha, rất là đàng hoàng Có khả năng à, làm ra tài chính rất là tốt Rất là à, tập trung hoặc là rất là độc lập trong công việc, trong cuộc sống của mình Người này ưa thích sự tự do, tự tại Và họ là một người có thể làm việc tự do, hoặc tự làm mình làm chủ Hoặc là có thể cái người này mình thấy có khả năng là họ cũng... À, không có ai có thể gọi là thay đổi được họ hoặc kiểu như là họ không có muốn bị người khác ràng buộc hoặc ép buộc họ phải làm bất cứ điều gì. đây là một người tự mình xây dựng chiến lược, tự mình hành động và tự mình tạo ra cuộc sống mà mình mong muốn. người này rất là giỏi kiếm tiền, họ rất là nhạy bén trong cái công cụ kiếm tiền luôn. dường như khi mà bạn gặp họ có thể là họ đang trong cái trạng thái thích kiếm tiền nhiều hơn là kiếm tình yêu. À, tình yêu có thể họ cho định mệnh dẫn dắt. Người này tin vào định mệnh và số phận Và cái người này có thể họ đã từng trúng số Hoặc họ đã từng có những cái thời vận gì đó Phát triển và thay đổi cuộc sống của mình Đây là một người hay cầu nguyện với ân trên ha Ngoài ra có thể cái người này cũng là một người Như mình nói khá là may mắn Khá là gặp nhiều cái thời cơ tốt ha, Để có thể uh, làm giàu Người này có thể hay mặc áo sắc nách ha Hoặc là họ cũng thích mặc đầm À, và nói chung người này tốt lên cái khí chất của một cái người thịnh dượng giàu có đủ đầy dư giả đây là một người có thể họ cũng có sự chữa lành hoặc là cũng biết là buông bỏ những cái sự nghiện ngập hoặc có những điều gì đó không tốt của bản thân biết thay đổi bản thân mình tốt hơn á và cái người này họ biết lắng nghe trực giác của chính mình ha họ có trực giác vô cùng lớn vô cùng nhạy và hai bạn có thể thu hút nhau đến hoặc cái người này có khả năng dùng luật hấp dẫn rất là thành công uhm người này họ biết bảo vệ giá trị của mình, bảo vệ năng lượng của mình, bảo vệ sức sống của mình. họ có tính phòng thủ và bảo vệ rất là cao độ. hoặc họ được ơn trên bảo vệ. người này mình thấy có thể là họ với bạn có một cái kết nối gì đó liên quan đến tiền kiếp ha. Ừ. hoặc họ tin vào tiền kiếp chẳng hạn. đây mình thấy có khả năng là trong câu chuyện tình cảm người này người này họ để cho bạn thể hiện chứ họ thì có vẻ như là hơi bị động và có thể hai người hay nói chuyện và có thời gian gọi là khác múi giờ hay sau đó mà nói chuyện vào ban đêm không giờ ngủ thôi ừ. người này họ cần tìm một cái người chính trực một người ngay thẳng và có trách nhiệm cũng như là một người đến với họ vì tình yêu vì uh, tình cảm thật sự chứ không phải là vì tình ái tình dục cho nên lúc đầu cái người này họ sẽ <laughs> quan sát và cân nhắc rất là nhiều xem xét các bạn đến với họ vì điều gì À, và nếu như bạn không có đáp ứng tiêu chuẩn hoặc bạn bạn có một sự gọi là muốn gần gũi mật thiết hoặc là uh, muốn chiếm đoạt họ là cái người này sẽ có khuynh hướng chống lại chống cự lại ừ uhm. nên và ngoài ra thì nếu như bạn yêu thương uh, nói yêu nhưng mà bạn luôn có sự gọi là cho họ phải chờ đợi rồi uh, uh, khiến cho họ có sự nghi ngờ lung tung vân vân là cái người này họ cũng rất là khó chịu rất là nản cho nên người này lúc ban đầu họ sẽ chưa có vội vàng yêu đâu và họ sẽ cân nhắc xem các bạn là người như thế nào có xứng đáng với tình cảm của họ hay không có phải là một người ba hoa hay không hoặc là một người uh, đến với họ vì sự nghiêm túc hay là khiến cho họ phải chờ đợi quá lâu thì nếu như bạn cho họ cái cảm giác an toàn có sự cố gắng có sự nỗ lực trong tình yêu và không tranh cãi và có một cái tình yêu nghiêm túc đàng hoàng tử tế thì người này họ sẽ yêu bạn à, yêu bạn và yêu có rất là nồng nàn và ngọt ngào còn nếu như lúc ban đầu mà bạn toàn thể hiện những cái điểm tiêu cực mà người này họ cảm thấy khó chịu á thì người này họ có cái khuynh hướng sẽ chọn những người khác phù hợp hơn thấy là như vậy cho nên cái mối quan hệ này nó sẽ hai người sẽ giải phóng được sự đơn co hay không là ăn thua các bạn nam à, có thể hiện được cái sự tử tế và đàng hoàng của mình hay không ừ. thì à, nếu như họ cảm thấy an toàn thì họ sẽ cho cơ hội họ cảm thấy bạn cũng là một người khá là quý giá và họ cũng có những cảm xúc rung động các bạn tuy nhiên người này có khuynh hướng họ sẽ không gọi à, họ sẽ từ tốn từ từ để quan sát và cân nhắc hai người có nhiều cảm xúc lãng mạn ngọt ngào ấm áp và đồng thời cũng rất là có thể là hai người có những cái cảm giác nhưng mà có thể bạn nữ này có sự kiềm hãm hơi cao à, và cái mối hệ này có thể là hai bạn cũng nên có sự nói chuyện từ trái tim đến trái tim để có thể cảm nhận được đối phương À, cảm nhận được cái sự thật lòng nhìn cho nhau thì nó mới có thể phát triển được và các bạn nữ ở đây mình thấy có thể là các bạn nữ càng thu hút khi mà các bạn có sự tập trung sống hiện tại và tập trung vào cái niềm vui hạnh phúc của chính mình à, cho mình những cái giây phút và là thoải mái nhất và không có chạy đuổi theo tình yêu thì lúc đó các bạn là cái người thu hút nhất một số bạn có thể là sống giống như bạn bè lúc ban đầu có sự giúp đỡ lẫn nhau và sau đó từ từ có tình cảm với nhau hoặc là có thể mối quan hệ này được làm mai hoặc là có thể cũng nhờ bạn bè giúp đỡ cho lời khuyên thì mới có thể bền vững getting to know each other một số bạn có thể là sẽ có một sự tìm hiểu về nhau lúc ban đầu về mọi thứ của nhau và có thể cũng trong mối quan hệ này lúc ban đầu các bạn nên tìm hiểu kỹ thì nó sẽ hay hơn đừng có vội vàng lao vào tình yêu phải xem đối phương này có đúng như mong đợi hoặc là phải xây dựng cái lộ trình yêu đúng đắn thì mới có tình cảm được còn vội vàng hấp tấp uh, nói yêu nhưng mà thật sự chưa có yêu gì cả chỉ là một cái lời nói thôi chỉ là kiểu như là khiến cho đối phương uh, nghĩ rằng mình yêu nhưng mà thật sự là mình chưa có cảm xúc nhiều cho nên cái mối hệ này cần phải có thời gian vun đắp nó mới bền còn các bạn vội vã là các bạn rất là dễ kiểu uh, vội đến vội đi đó Và như mình nói trong mối hệ này các bạn nam phải là người thể hiện tình cảm, ân cần, chu đáo, ngọt ngào Và có sự thể hiện cái sự theo đuổi và chân thành Thì hai người sẽ cùng nhau ra nhiều dắt nhau ra khỏi sự đơn coi nha yeah. Cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó Market, Kim Ngưu cự giải, sự nữ, sư tử, nhân mã Chữ cái trong tên là chữ y ngắn chữ V thì cái trong tên của bạn của người đó đó S O H X T J và B phở rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký một chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn